Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Jun đây. Jun đã trở lại với chơi Village ngày hôm nay. Đến đây, như mọi người thấy, một đại bản doanh rất là to với rất là nhiều sân cỏ để cho các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập luyện. Tôi sẽ ở đây để xem mọi người tập luyện thế nào. Đợi coi là Tài tập xong là sẽ rủ Tài đi chơi. Bởi vì tôi nghĩ là ngoài cái việc mà tập luyện ra thì cầu thủ cũng sẽ có thời gian để mà mình được giải trí. Hy vọng là các huấn luyện viên cho phép là tôi sẽ dẫn Tài đi một cái nơi mà chúng ta rất là tâm đắc. Đi thôi. Vậy là Jun với Tài đã có mặt tại nơi đây, đó chính là Trump Arena, tọa lạc ở số 2 và 4, đường số 9, phường Tân Hưng, quận 7. Đây là một nơi mà chúng ta có thể đến đây chơi những cái trò chơi về vận động như là nhảy cao nè, rất là thú vị. Nhưng mà bây giờ nói ở đây thì mọi người sẽ không được hình dung được. Bây giờ anh rủ Tài vô để mình cùng trải nghiệm nha. Ok, vào thôi mọi người ơi. Chào em. Em có thể giới thiệu sơ về cái hệ thống bên mình không? Dạ, hôm nay bên em có vé 1 tiếng và vé không giới hạn, rồi mình muốn chơi bao lâu ạ? Không giới hạn đi. Dạ rồi, không biết mình đã có vé phòng 8 như vậy chưa ạ? Chưa, đây là lần đầu tiên tụi anh đến. Dạ rồi, vào trong bên em bắt buộc chơi là phải có vé phòng 8 như vậy nha. Nếu mình chơi không giới hạn thì mua giúp em combo vé vé là 215.000 nha. Rồi, ok, hôm nay anh mời. Bây giờ mình qua bên kia để mà mình mang vé vô hả? Dạ. Hello, hello em. Dạ, chào anh. Rồi, em có thể giới thiệu sơ cái chỗ này không? Anh thấy thú vị quá mà anh chưa biết làm gì đây nè. Mình sẽ có khu vực bạt nhúng và khu vực leo núi ở dưới đó. Đủ loại trò chơi cho mình bung hết sức cho ngày hôm nay. Khởi động trước chút xíu nha anh. Xây mấy cái khớp của nó rồi, dập duỗi. Và em sẽ hướng dẫn mình cách bật nhảy ở trên bạt. Rồi, mình đi qua bên này. Mỗi người đứng trên một cái trampoline, bước vô nhẹ nhàng thôi. Trước khi chơi cái này á, mình sẽ phải dò cái độ nhún của nó. Mình sẽ nhấn nó xuống. Sau khi mình đã cảm giác được cái độ nhún của nó, độ lún của nó là bao nhiêu rồi á, mình sẽ dùng gót chân của mình đẩy người mình lên. Kết hợp với đánh tay để thăng bằng. Đúng rồi. Xuống gót chân với xuống bàn chân là mình không qua được. Đúng rồi. Tài có năng khiếu nè. Khi mà mình nhảy cao rồi á, mình sẽ thực hiện những động tác ở trên không. Nếu như mình có thể nhảy cao xong rồi ngồi. Trời ơi, sao em thử cho anh với Tài coi cái động tác nào mà khó quá coi. Khó hơn đúng không ạ? Ui giời. Wow. Ui da. Hay quá. Còn cái đó làm gì em? Wow. Cái này dễ á, mọi người có thể thử. Thử coi. Ê, không có dễ kìa Tài. Hồi nãy nói là ủa cái này có gì đâu mà cuối cùng vô đây nhoi nhất là Tài nha. Nha mê rồi đó. Còn đây là Ninja Challenge của tụi em. Mình chơi là mình vượt qua các chướng ngại vật và mình không rớt xuống cái phao này. Cái này nó đòi hỏi thể lực mình cao. Cái này nó sơi giống đặt răng chút xíu là mình sẽ đu lên. Rồi xong sau đó mình chuyển. Chuyển một chân, chuyển hai chân qua. Đúng luôn. Rồi. Tay nắm. Chân tiếp tục. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng đâu. Bình tĩnh, giữ cho nó yên. Cái kia là cái gì vậy? Cái dốc này là khi mà mình chơi xong những trò này á, mình hoàn thành là mình sẽ chạy lên trên dốc đó, nhấn cái hai cái nút màu đỏ mà chạy lên luôn á. Trời ơi. Thôi cho Tài thử nó nha. Nó dễ lắm mọi người thử. Này. Tài như vậy chắc lẽ Jun chịu thua. Wow. Cũng không quá khó. Đó. Ở đây cũng có leo núi trong nhà. Dạ đúng rồi, tụi em là thể thao leo núi trong nhà, có cả của nít và có cả của người lớn luôn. Mình nhìn ở ngoài dễ nha, nhưng mà khi mà vô cái lực tay phải chắc lắm đó nha. Dạ đúng rồi, thì cái này nó giống như là mình lăn, mà mình lăn ở trên núi vậy. Hồi nãy là mình lộn trên không rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tới nhảy bóng rổ trên không. Mọi người thấy mấy siêu sao bóng rổ người ta hay nhảy lên úp rổ. Mình thì khó mà nhảy cao được, mà anh Tài chắc nhảy cao được, đánh đúng đầu rồi đó. Cái này nó sẽ trợ lực cho mọi người để cho mọi người có thể nhảy cao lên, mọi người tận hưởng cái cảm giác mà úp vô rổ được. Em thử bên này nha. Anh thử cái thấp hơn nha. Từ từ, trời ơi. Từ từ. Chưa đủ lực rồi.
luôn. Cái nào cũng cần nhúng luôn á. Hai anh em mình thi đấu đi. Mỗi đứa được 3 trái. Coi là ai vô được cái đó. Ok. Ha. Rồi cho tài trước. Lần 1. Cố lên nha. Có chân. Trái đầu. Tới tôi. Thấp quá. Có cố gắng. Này quả này là chắc chắn ăn được này. Đó đẹp nè. Nhấn xuống ảnh. Suýt vào. Vô nhưng mà nó ngược lại. Rồi gần được rồi, bật mạnh lên. Hòa. Nãy giờ mọi người đã chơi những trò cá nhân rồi đúng không? Thì hiện tại bên em còn một trò nữa, nó kế bên đây luôn. Nó là trò bóng ném. Có thể rủ thêm bạn bè của mình đi theo. Chọi vô là loại đối thủ. Mà cái trò này mình sẽ phải chơi đồng đội với nhau. Bao nhiêu người một team? Từ 4 tới 5 người một team là đẹp nha. Bây giờ là hỏi 4 người, kêu em gái em báo ở đây. Rồi, ném chồng. Đúng rồi. Đây nè. Nè, đây. Bắn anh. Không vượt qua. Cái gì mà ác vậy? Thôi chơi gì mà ra cái đường màu đỏ. Quăng tài kìa em. Giết tài. Hay á. Cái gì vậy? Một đều nha. Tài. Đến rồi. Cảm ơn hai em nhiều nha. Hôm nay Jun với Tài rất là vui. Khi mà đến đây cứ nghĩ đây là cái nơi chỉ có con nít chơi thôi. Chơi chút xíu là thở hổn hển luôn. Jun nghĩ là nếu như mà ai mà đam mê thể thao thì chắc chắn là cái chỗ này cũng là cái chỗ thích hợp để giải trí đúng không Tài? Đúng rồi. Em rất là ném team đồng đội đây với bật Úc Rổ. Rất là hợp với cái gì mà về đồng đội. Hoặc là phải có mục tiêu thì mới vui đúng không? Thì hy vọng là mọi người sẽ đến đây chơi nhé. Bây giờ là anh đã chỉ chỗ này chơi rồi. Em có chỗ nào chỉ anh không? Em biết là một cái khu thư viện bóng đá rất hay và rất mới, rất đẹp ạ. Mời anh đi tham quan cùng em nhé. Rồi ok. Hãy đi cùng Jun với lại Tài. Em thì ở lại làm việc tiếp nha. Bye bye mọi người. Bye bye em. Cảm ơn em. Đi thôi. Như đã nói từ trước thì bây giờ là Jun với Tài đang ở cái địa điểm rất là đặc biệt. Đó chính là một cái thư viện bóng đá, tên là thư viện bóng đá 2109 đúng không? Tọa lạc ở 436A/50/1 đường 3 tháng 2, quận 10. Cũng gần sân vận động thống nhất của mình. Rồi ok, vậy thì em mua vé mời anh vô ha. Vâng, okay. Anh em mình cùng đi. Đi thôi, đi. Chào anh. Vừa vô thôi là mọi người khán giả thấy là rất là nhiều gọi là quần áo và tất cả những cái đồ mà trang trí ở đây đều là do mình sưu tầm. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân và cũng như nơi đây cho thì mình tên là Trần Minh Tú, thì anh em trong giới sưu tập hay gọi mình là Luca. Thì mình cũng sưu tập cũng ngót nghét cũng tầm gần 10 năm nay rồi. Em mua vé giúp anh để lên là không, ở đây thì anh free vé tất cả mọi người, không tốn tiền. Anh mang tính chất là chia sẻ cái niềm đam mê cho đến mọi người. Jun đang rất là háo hức được vào trong nữa để coi mình có cái gì. Ok. Jun thấy này, trên cái bức tường này là những cái siêu sao đúng rồi của Real Madrid. Thì đây là những cái cầu thủ mà anh thích, đều có chữ ký của những cầu thủ này. Chữ ký này thật luôn mà. Chữ ký thật 100% và nó có giấy chứng nhận toàn bộ. Thì anh có trưng bày những cái sản phẩm áo thi đấu của các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm. Thì ngày hôm nay thì mình cũng muốn mời Tài với Jun ký tên vào đây để mà lưu niệm lại. Lên lầu 1 ha. Dạ. Thì nơi mà có những cái áo sưu tập, những cái vật phẩm của bóng đá châu Á cũng như Việt Nam của mình. Rồi, trên đây rộng hơn em tưởng nha. Đúng rồi. Khi mà anh thành lập thì mình là người Việt Nam. Dạ. Thì mình phải làm bóng đá Việt Nam trước. Nên khi mà khách bước lên thì sẽ thấy bóng đá Việt Nam liền. Thì đây là áo của những thời kỳ mà cha chú mình đã đá trước đó rất là lâu rồi, thời kỳ này. Đẹp nha. Còn dưới đây là những cái áo mà những kỷ vật năm 2018, những cái áo đây là những cầu thủ nổi tiếng. Đúng rồi, những cái áo kỷ niệm cầu thủ. Áo Công Phượng, áo Văn Quyết, áo Văn Thanh, Trúc Anh. Dạ.
Văn Lâm. Còn góc này là một góc huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại, ha, Kia T-Sat. Còn khu vực này là khu vực của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Khu vực này là khu vực của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mùa vừa rồi và mùa này. Cái áo bị rách chứ là. Cái áo bị rách này là áo của Lâm Tuy Phong. Trận đó bị đá bị kéo rách, anh giữ lại luôn. Thì nghe mà nổi da gà. Đúng rồi. Có nghĩa là cái này là rất là có giá trị về thời gian và cái sự kiện xảy ra. Trong đây là cái phòng để anh bảo quản quần áo. Trời ơi. Mọi người vô đây bảo đảm mọi người sướng hơn đó, tại vì hôm nay mát ở ngoài rất nhiều. Tại vì ở đây thì anh mở máy lạnh xuyên suốt như vậy để cho áo đồ nó không có bị nóng. Và mùi hương cũng vậy, để chỉ một mùi thôi. Thời của Tài còn rất là trẻ luôn rồi, lâu lắm rồi. Cái đội tuyển trẻ quốc gia này lâu lắm rồi. Tài nhớ. Cái này lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Áo của em ở Sông Lam Nghệ An. Áo này áo của chúng Tài Sông Lam Nghệ An. Cái này là cái áo của em. Cách đây 3 năm về trước. 3 năm về trước. Là bây giờ cái size em còn giống vậy không? Hay là to em... hơn rồi. Tài giờ to hơn rồi đúng không? Anh nhìn ở đây nè. Thì cái lúc mà anh nhận cái áo này á, là nó hoàn toàn là một cái áo em không thấy màu vàng nữa. Tại vì trận đó Tài đá sân Vinh mưa rồi ướt nhẹ cái áo, nó không còn cái gì ra cái áo hết. Ảnh còn hả nhớ những cái sự kiện hơn em. Đúng rồi. Vâng, em có nhớ không? Em còn không nhớ nữa. Đúng là quý mọi người, không phải dễ gì mà có một fan hâm mộ bóng đá mà cuồng nhiệt, nhưng mà cũng là có tâm nha, chứ không phải là cuồng nhiệt nửa vời nha. Không, nhưng mà từ trước giờ em là cầu thủ, nhưng mà từ trước giờ thì em mới thấy một người mà đam mê sưu tầm, thật sự đam mê, yêu bóng đá. Đúng rồi. Bằng cả trái tim á. Bây giờ anh hướng dẫn luôn những Tài lên lầu 2 ha. Có các áo chữ ký của câu lạc bộ Real Madrid, chữ ký Messi, băng đội trưởng, vé, tất cả lưu giữ trong đây. Quanh tráng. Đúng rồi. Thì ở cái khu vực này, như Jun với Tài thấy nó là kiểu một cái khu vực trưng về tất cả những cái đồ của câu lạc bộ bóng đá thế giới. Đó. Ở đây có những đôi giày phiên bản giới hạn các đội tuyển dự World Cup kia rồi. Còn đến cái chỗ này là cái chỗ mà sẽ không bao giờ thay đổi được. Tại vì cái chỗ này là chỗ Pelé. Hai người quyền thoại lớn nhất Maradona và Pelé. Chỉ có những cái ô xung quanh đây nó sẽ thay đổi theo cái concept ở mỗi tuần, mỗi tháng hay là mỗi cái kỳ bóng đá nó đến thôi. Cái mảnh lưới này là được câu lạc bộ bán ra và nó mua cái mảnh lưới này, thậm chí cỏ các nhà họ còn bán được nữa. Đến ra nước ngoài cái gì họ cũng bán được. Đúng rồi. Cái gì cũng bán được. Đúng rồi. Trong đây thì toàn bộ là các áo của các câu lạc bộ đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới luôn. Là chữ ký của anh đâu. Trong cái thời gian mà Covid á, là câu lạc bộ họ sẽ có nhiều cái vấn đề giống như là phải test Covid này nọ, ngay cả giấy test Covid cầu thủ anh cũng đem về đây luôn. Tại vì thường thường á, những cái đó là những cái thông tin bảo mật của câu lạc bộ, thì phải nhờ những thành viên câu lạc bộ hoặc là những cái người làm trong ban quản lý câu lạc bộ họ gửi đến cho mình. Thì cả cái giấy test Covid của Ico anh cũng để ngoài đó, cái giấy test Covid đó. Đâu đâu, là chữ còn cái này. Thì đây là cái giấy tờ Covid của Ico, giấy tờ Covid SARS-CoV-2. Test này là mỗi lần âm tính. Đúng rồi, cái này khi mà mình đi di chuyển qua nước ngoài phải có cái giấy test này. Kể cả cầu thủ đó là cầu thủ siêu sao cũng phải test Covid. Đúng thời điểm đó. Còn đây là những cái giấy máy bay của câu lạc bộ. Đây là giấy máy bay. Giấy máy bay của Karim Benzema. Đầu tư của anh cũng thấy cái tâm huyết nó quá nhiều đi. Và một cái người ngoại đạo như Jun ở ngoài làm showbiz nghệ thuật mà cũng biết chút ít về bóng đá, đam mê gọi là mê xem thôi. Khi mà đến đây thì nổi da gà rất là nhiều lần, bởi vì xem những chiếc áo cũng như là những cái hiện vật mà anh sưu tầm á, thật sự có tâm chứ không phải là thấy được trong mắt anh lúc mà nói và kể chuyện, rất là cảm động. Hôm nay rất là vui khi mà gặp anh Luca, được Tài dẫn là một cái duyên á, đến đây để biết được là không ngờ ở đây gần ba mươi mấy năm rồi. Thật sự tôi là người Sài Gòn nhưng mà chưa bao giờ biết là ở đây có một cái nơi tuyệt vời vậy. Tôi hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay, tất cả những fan hâm mộ bóng đá hoặc là những người mà yêu bóng đá Việt Nam cũng được nữa đến đây, bởi vì anh nói là miễn phí mà đúng không? Đúng. Trả tiền cũng đáng mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình ngày hôm nay cùng với Jun và Tuấn Tài, một cái nơi rất là tuyệt vời, thư viện bóng đá 2109. Đúng rồi. Và hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ các đội bóng V-League nhé, và cũng giống như là sẽ cho Tài, chắc chắn là ủng hộ cho Tài rồi. Và mọi người hãy nhớ là chương trình của chúng tôi đồng hành cùng V-League 2023 được sản xuất bởi FPT Play và được phát sóng trên hệ thống FPT Play nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.